có một bản đồng hồ cổ vintage xưa, có một cái thương hiệu mà em cực kỳ thích anh em ạ. Một cái bản đồng hồ này này, nó có một cái giá trị sưu tầm rất là cao, nó còn mạnh hơn cả Omega, Longines và T-shirt. Và cái thương hiệu em nói đến ở đây đó chính là thương hiệu Vuvelin anh em ạ. Anh em biết đến cái thương hiệu này chưa? Nếu mà anh em chưa biết thì anh em có thể lên Google, anh em search cái thương hiệu Vuvelin này ra, thì tất cả các anh em sẽ biết được cái giá trị, cái lịch sử của cái thương hiệu Vuvelin này anh em nhé. Và xin chào mừng tất cả các anh em đã đến với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Nếu như đây là lần đầu tiên, cũng như là anh em đã xem video của em rồi mà chưa đăng ký kênh của em, thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông, để mỗi khi em ra video mới thì anh em sẽ là người đầu tiên xem được những thước video, sưu tầm được những bản đồng hồ anh em thấy ưng ý đến từ những chiếc đồng hồ cổ thập niên 60 anh em nha. Và cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video. Chúc tất cả các anh em có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một phiên bản đồng hồ đặc biệt đến từ thương hiệu Vuvelin anh em nha. Cái thương hiệu này là một trong những cái thương hiệu mà em rất là yêu thích. Nó có gì đặc biệt và có những cái nét đẹp gì mà em lại đam mê như thế, thì anh em cùng xem thước video cũng như mô tả bản chi tiết bản đồng hồ Vuvelin này bên shop của em anh em nhé. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ với một cái thiết kế rất là đẹp, dáng tròn vintage xưa. Và bản đồng hồ này là một trong những cái bản đồng hồ mà cá nhân em đánh giá nó là một trong những bản đồng hồ rất đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ. Anh em cùng nhìn qua bản đồng hồ tổng thể anh em nhé. Và chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Vuvelin. Chiếc đồng hồ này anh em biết đến cái thương hiệu này chưa? Nó là một trong những cái thương hiệu mà bên nước ngoài nó xếp top của những cái bản đồng hồ thế giới anh em ạ. Nó mạnh hơn cả Omega, Longines và T-shirt. Anh em nhìn cùng chiêm ngưỡng cái đai hồ này mặt trắng nguyên zin, và các cọc số là các cọc số nổi anh em ạ. Các cọc số được cài đá đen cực kỳ là nhã nhặn, cực kỳ là thanh lịch. Nước vàng bọc còn rất là đẹp anh em nhé. Đấy được làm từ thêu nguyên zin và núm zin, còn logo tổng thể zin nguyên bản 100%. Và anh em nhìn thấy không, cái thiết kế của thương hiệu Vuvelin này nó không cầu kỳ anh em ạ. Nó hướng tới đối tượng là những người mà yêu thích những cái nét tối giản, những cái nét mà đơn giản và thanh lịch, nhưng mà nó vẫn toát lên những cái sự thời thượng, cái nét hoài cổ vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này được em kết hợp với một sợi dây da đà điểu anh em nhé, màu vân cá sấu rất là đẹp. Và bản đồng hồ này thì lên tay cũng vô cùng là sang trọng. Nào, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem nhé. Thiết kế dáng tròn này thì anh em mặc trang phục nào cũng rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 35mm anh em ạ. Mỏng nó chỉ có 11mm thôi. Và chiếc đồng hồ Vuvelin chính hãng này thì bên shop em đang giao lưu là 9.500.000 đồng anh em nhé. Và anh em nào mà yêu thích những chiếc đồng hồ mà độc đáo, những chiếc đồng hồ mà có những cái tuổi đời cũng như là cái thương hiệu mạnh ấy, thì anh em lựa chọn chiếc đồng hồ này cho em. Và bản đồng hồ này thì anh em nào muốn mua bản đồng hồ này thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo cũng như là gọi điện để nhanh nhất chốt được chiếc đồng hồ này anh em nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video này.